Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời thì chúng ta làm như thế nào để giữ được cái thành quả của cách mạng tháng 8 đó, và để hiểu hơn và sâu chuỗi các sự kiện lịch sử lại với nhau, từ cái sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến phần này, thì các bạn vừa chuẩn bị bài, đồng thời các bạn cũng sẽ nghe cô nói về những cái nội dung đó để chúng ta hình dung là tại sao lại có những câu hỏi như vậy, và chúng ta cũng rõ hơn cái chủ đề của chúng ta nữa. Ngày 6 tháng 1 năm 1930, trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản lại với nhau ấy, thì đảng ta đã thông qua một cái văn kiện được coi là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với một chính đảng, em hiểu là cương lĩnh chính là một cái sự tuyên bố của một chính đảng về cái nhiệm vụ cách mạng nào đó, hay là về cái đối tượng để thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong một cái khoảng thời gian nhất định này đấy. Thời gian này chúng ta sẽ không tính bằng 1 năm, 2 năm, mà có thể nó là một cái chiến lược rất là lâu dài của đất nước. Và đối với một chính đảng thì đảng sẽ lãnh đạo thông qua các cương lĩnh. Dưới cương lĩnh thì nó mới là đường lối, và dưới đường lối mới là các hệ thống chính sách của đảng và nhà nước. Rồi đảng lãnh đạo thông qua cái gì nữa? Thông qua các tổ chức của đảng, bắt đầu từ nhà nước cho đến gì? Cho đến các tổ chức cơ sở đảng ở cấp dưới. Vậy thì trong cái hội nghị hợp nhất nó, cái cương lĩnh này này, nó thể hiện một cái tinh thần rất là sáng tạo, độc lập khi vận dụng cái học thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin ở Việt Nam. Và một cái quan điểm rất rõ ràng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đây, khi Bác truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin ở Việt Nam ấy, Bác không gọi là học thuyết của chủ nghĩa Mác hay học thuyết về đấu tranh giai cấp, mà Bác coi đấy là một cái học thuyết về giải phóng dân tộc. Nên là trong cái học thuyết này ấy, đã thể hiện được cái tính độc lập sáng tạo khi dựa trên cái cơ sở của dân tộc thuộc địa. Và vì vậy nên là trong cái mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, thì Hồ Chí Minh đã lựa chọn là giải quyết vấn đề dân tộc trước, vấn đề giai cấp sau. Thứ hai là lực lượng tham gia cách mạng thì không chỉ có công nhân, nông dân, và trong bản cương lĩnh này còn xác định tất cả mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, kể cả công nhân, nông dân, tri thức là nền tảng cách mạng. Nhưng cái nền tảng này phải liên minh với giai cấp gì? Tư sản và trung tiểu hệ chủng. Tuy nhiên thì cái quan điểm độc lập sáng tạo ấy lúc này lại đi ngược lại với cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Quan điểm của Mác lúc bây giờ đã luận giải về con đường cách thức để giải phóng các dân tộc thuộc địa là phải giải phóng giai cấp trước. Và trong luận cương của Lenin có nói rằng là đấu tranh giai cấp là cơ sở, là tiền đề để giải phóng dân tộc. Như vậy cái nhiệm vụ dân tộc được đặt xuống số 2 và giai cấp ở số 1. Và lực lượng cách mạng theo quan điểm của Mác cũng chỉ có công nhân với nông dân thôi, không lôi kéo được trung tiểu chủ, cũng không lôi kéo được giai cấp tư sản. Và vì thế nên là toàn bộ cái quan điểm đúng đắn sáng tạo của Mác bị quy trụ là sai lầm, là tả khuynh, là mắc một cái khuynh hướng cả và cần phải xóa bỏ. Và từ tháng 10 năm 1930 trở đi á, thì quan điểm cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo cái luận cương chính trị tháng 10 năm 30 của Lê Trần Phú là dương cao đấu tranh giai cấp và thực hiện những cái phong trào như là chí phú địa hào, đào tận gốc chắc tận rễ, chí thức phú nông cường hào ác phá, là thanh lọc trong đội ngũ của đảng. Và đến tận năm 1939, bắt đầu các bạn chú ý liên quan đến sự kiện của chúng ta nhé, liên quan đến sự kiện để chúng ta thảo luận này. Bắt đầu từ năm 1939, lúc này cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và đã đặt cái vận mệnh của các nước trên thế giới, trong đó có cả các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, có cả các nước con đường theo con đường tư bản chủ nghĩa, đứng trước một nguy cơ mất nước trước cái quân phát xít đó. Và vì lý do đó nên hội nghị trung ương lần thứ 11 năm 1939 đã ra một cái nghị quyết, trong đó có cái câu như này: vì quyền lợi sinh tồn của dân tộc. Sự sinh tồn ở đây, từ sinh tồn ở đây các hiểu là
cái sự tồn vong của đất nước, đứng trước cái nguy cơ là bị quân phát xít này chiếm. Và vì cái sự sinh tồn ấy mà sẵn sàng bắt tay với địa chủ, bắt tay với tư sản còn có lòng căm tức đế quốc. Và nhiệm vụ cách mạng là phải dương cao ngọn cờ dân tộc lên. Trong văn kiện có nói là công nông phải dương cao ngọn cờ lên, đặt cái mục tiêu giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Và đó cũng là lý do để những quan điểm của Hồ Chí Minh được thừa nhận trở lại. Tức là đường lối cách mạng Việt Nam từ năm 1939 trở đi là bắt đầu quay trở về cái nhiệm vụ cách mạng là dương cao của dân tộc, đấu tranh giai cấp, giành quyền lợi cho các bộ phận trong xã hội, được đạt xuống hàng thứ hai. Năm 1941, sau 30 năm buôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở về Việt Nam. Bác đặt chân đến một cái địa danh, đó chính là Bác Bó, Cao Bằng, vượt qua cái mốc 108 và về đến Việt Nam. Cái mốc này là mốc băng chất định tính đấy nha. Về Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Và từ đây trở đi thì người ra rất nhiều những cái quyết định quan trọng về đường lối của cách mạng Việt Nam. Trong đó có một cái quan điểm rằng đây là một cái giai đoạn, nó xuất hiện một cái thời cơ ngàn năm có một. Mà nếu như chúng ta không biết đón nhận cái thời cơ đó, chúng ta không chuẩn bị để mà cướp được chính quyền, thì quyền lợi của dân tộc, quyền lợi của giai cấp đến hàng ngàn hàng vạn năm cũng không đòi lại được. Tức là thời cơ này là thời cơ hiếm có, mà chúng ta không làm được cái điều đó thì khó có thể giành chính quyền. Và trong một cái bài Bác Hồ viết, Bác có nói là cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc vào năm 1945 và quân thắng trận sẽ là quân đồng minh, quân thua trận sẽ là quân phát xít. Và điều gì khiến Mỹ Đại Quốc có thể đưa ra cái luận điểm đó là bởi vì các biết là quân phát xít là quân gì, phi nghĩa, tạo ra cuộc chiến tranh phi nghĩa và vô cùng tàn ác đối với dân tộc Việt Nam. Cô có thể nêu cho các bạn một dẫn chứng, đó là sự kiện mà Nhật Bản bắt nhân dân chúng ta nhổ lúa trồng lay để phục vụ cái ngành công nghiệp của Trung Quốc, làm cho hơn 2 triệu người ở Việt Nam chết đói, chết đến mức độ mà người chết như ngả dạ, chết đến mức độ mà Kim Ngân mô tả đó là cả xã hội bốc lên một cái mùi gây sắc người, chết đến chết đói đến mức độ mà các em biết là cái người sống không đủ sức để mà chôn người đã chết. Cấp tàn nát như thế thì chắc chắn là nhân dân không có đất nước nào người ta có thể chịu được cái điều đó, người ta sẽ vùng lên người ta đấu tranh thôi. Đấy là một cái lý do về vì sao, một cái cơ sở, vì sao mà người ta nhận định rằng cái cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc và thắng trận sẽ là quân phát xít, và đó chính là cơ hội chúng ta. Cái ví dụ thứ hai, một cái minh chứng thứ hai mà các em đều biết, nó liên quan đến sự kiện ngày 1 tháng 6 hiện nay. Ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, đúng không? Vì sao có cái sự kiện này, cả lớp có ai kể cho nghe không? Các bạn nghe không? Tại sao có cái sự kiện nào? Ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Bởi vì nghĩa là quân phát xít, các em, câu chuyện này được kể rằng là quân đội phát xít khi đến một cái làng mạc ấy thì người ta cướp được chính quyền. Mà cướp được chính quyền thì người ta chỉ đánh cái tầng lớp còn lại, cái tầng lớp mà gì phụ trách đó. Cướp chính quyền thì người ta có thể, quân phát xít có thể hạ và tiêu diệt cái nhóm đó, nhưng mà họ không dừng lại ở đó đâu. Họ đã gì dồn tất cả phụ nữ, họ dồn cả trẻ em hơn 100 người vào một cái nhà thờ và giết sạch. Và với cái sự tàn ác như thế nên người ta mới lên án cái sự tàn ác đó của quân phát xít bằng một cái ngày, đó là ngày bảo vệ cái quyền lợi cho trẻ em, chính là ngày 1 tháng 6. Vậy thì từ đây trở đi các bạn có thể trả lời được cái câu hỏi là trong cái giai đoạn từ năm 1939 cho đến năm 1945 này, đất nước ta xuất hiện một cái thời cơ ngàn năm có một, và theo các bạn thì đó chính là thời cơ nào? Mời cả lớp suy nghĩ, sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận. Kim Anh bật cam lên em.
Nguyễn Kim Anh. Đó. Em chưa cô nhà em mất điện, em nhắn tin em trên chat được không? Ok ok. Cả lớp suy nghĩ ba cái gợi ý cho cái chủ đề trên slide này, nghệ thuật chớp thời cơ trong các bạn tháng 8 với ba cái gợi ý ở trên slide này, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để làm rõ cái nội dung này. Ok, bắt đầu nào. Cô sẽ gọi bạn đầu tiên nhé. Đặng Nguyên Xung Phong này. Thưa cô là thời cơ ngắn có một để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi quân đồng minh vào Đông Dương giải Pháp. Giải Pháp quân của Nhật ạ. Khi mà quân Nhật tuyên bố đầu đồng minh vô điều kiện và trước khi quân đồng minh tiến vào Đông Dương, đúng không? Đặng Nguyên nói cái sự kiện này thì đúng rồi, nhưng chúng ta sẽ lý giải đến cùng cho vấn đề đó là gì? Vì sao đây lại là thời cơ? Tại sao lại chọn một cái thời cơ là khi quân Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện và trước khi quân đồng minh tiến vào Đông Dương, đây lại là thời cơ cho cách mạng Việt Nam? Thời cơ này là thời cơ mà Bác Hồ gọi là ngàn năm có một. Không phải cái này. Đây. Đi lấy cho.
một bạn khác này, mời bạn nghiên lớp 02 có đồng ý với quan điểm của Huyền không? Nguyễn Thị Nhiên 02 là yêu phó. Đó, treo ca mà đi lung tung này là cô rất khó chịu luôn á. Các bạn ấy ra khỏi lớp nhá. Hai này, treo ca này. Mời bạn Đinh Dung. Như cô theo em thì trong khoảng thời gian này thì Nhật đang đô hộ, đang chuyển từ Pháp đô hộ sang Nhật đô hộ, mà trong thời kỳ chuẩn bị chiến tranh thế giới thứ hai này thì Nhật đang bị suy yếu dần đó, nên đây là thời cơ mà mình nên sống dậy để đấu tranh giành chính quyền ạ. Chúng ta đặt ra một cái câu hỏi nhé, tức là cô hỏi các bạn đến cùng sự kiện thì các em nói đúng rồi, nhưng hỏi đến cùng để lý giải cho một cái thực tế, đó là tại sao Việt Nam đánh thắng được Pháp, tại sao Việt Nam đánh thắng được Nhật, rồi tại sao Việt Nam thắng được cả Mỹ, toàn những cái đế quốc hùng mạnh và sừng sỏ trên thế giới cả, tại sao Việt Nam có thể thắng được, trong khi đó kinh tế Việt Nam không mạnh, đất nước Việt Nam không giàu có, và kể cả những cái trang thiết bị cho bộ đội của chúng ta đâu có chuyên nghiệp như họ đâu, tại sao chúng ta đánh thắng được họ? Vậy thì về mặt nguyên tắc là ta phải chọn cái thời điểm, mà cái thời điểm đó phải là thời điểm như thế nào? Trong cái giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945, một cái thời cơ xuất hiện, và thời cơ này là do các yếu tố khách quan mang đến. Còn trong 9 năm kháng chiến chống Pháp 46-54 có cái thời cơ này không? Không. Vậy thì ta phải làm cái gì chứ? Thế nhé, các ngồi đi chờ. Vậy tại sao các bạn lại chọn ở cái thời điểm là khi quân Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, và trước khi cái quân đồng minh kia tiến vào Đông Dương, thì đó là thời điểm mà chúng ta sẽ đứng lên và cướp chính quyền. Tại sao ta chọn trước đó? Chọn khi quân Nhật đang yếu nhất. Đúng rồi. Như vậy thì cái ý đó mới là ý mà cô muốn xét đến cùng là gì? Chúng ta chỉ có thể đánh thắng kẻ thù khi nào? Khi họ ngang bằng về lực lượng, ít nhất là như thế, hoặc là họ phải yếu hơn mình thì mình mới thắng được. Chứ cái lúc mà nó đang mạnh, đang khỏe như thế, chúng ta có thắng được không? Vậy thì cái thời cơ mà Hồ Chí Minh nói ở đây chính là thời cơ ngàn năm có một, là khi mà cái quân Xích này thua quân đồng minh, nó sẽ có một cái điểm giao thời. Giao thời là gì? Quân Nhật thì thua, quân đồng minh chưa vào, thì lúc đó chúng ta đứng lên ta cướp chính quyền, nó phải là dễ dàng không? Đúng không? Nhá, đấy là cái cách mà chúng ta chọn thời điểm. Còn trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp và đứng bên cạnh thực dân Pháp, đó chính là sự gì? Sự trợ giúp của quân đội Mỹ, sự can thiệp của quân đội Mỹ, chứ không chỉ mình Pháp đánh Việt Nam trong giai đoạn 46-54 đâu. Nhưng tại sao ta lại thắng được Pháp? Là bởi vì chúng ta đã thực hiện rất nhiều những kế sách như là hòa hoãn, chúng ta thực hiện những kế sách như là nhân nhượng để làm gì? Để thực hiện nhiều mục tiêu, nhưng trong đó có một cái mục đích, đó là chuyển toàn bộ căn cứ kháng chiến của Việt Nam lên chiến khu Việt Bắc, để chúng ta thực hiện một cái nghệ thuật là dựa vào địa hình, dựa vào những cái địa hình miền núi hiểm trở để chúng ta đánh tiêu diệt kẻ thù, đánh hoang mang, đánh đến khi nào mà nó không còn tinh thần chiến đấu nữa, lúc đó ta mới xông ra ta đánh. Tức là ta chọn cái thời điểm là thời điểm gì? Thời điểm khi mà kẻ thù người ta suy yếu nhất, và chúng ta tự tạo ra bằng cách là chúng ta dựa vào những cái địa hình hiểm trở như vậy. Và trong kháng chiến chống Mỹ chúng ta có đánh được không? Có. Chúng ta cũng phải thực hiện lối đánh như thế đấy. Mỹ thực hiện chính sách là dồn dân lập ấp, 54-75 ấy, dồn dân lập ấp để dễ bề cai trị, đồng thời là tách cộng sản ra khỏi nhân dân. Thế chúng ta phải làm như nào? Họ dồn dân lập ấp thì chúng ta vườn không nhà trống, bỏ nhà bỏ cửa ra, đi vào các vùng núi đầm lầy nó sống. Cái bộ phim Bước Rừng Phía Nam ấy các em. Cho nên các bạn nhớ là không phải là chúng ta cứ nói là bây giờ Việt Nam yếu như thế này, kinh tế Việt Nam không có gì cả, quân sự Việt Nam không có đầu tư bài bản giống như các nước khác. Vậy tại sao Việt Nam thắng được các nước lớn như thế? Thì các bạn cũng đừng vỗ ngực rằng chúng ta rất là gì, ta yếu nhưng mà ta đánh thắng được là ta có mẹo. Và cái mẹo ấy chính là chúng ta biết chọn đúng cái thời điểm, thời cơ khi mà kẻ thù của chúng ta suy yếu nhất. Đó là một trong những cái nghệ thuật chiến tranh của Việt Nam suốt thế kỷ 20 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Và cái nghệ thuật chiến tranh này có sự kế thừa của truyền thống văn hóa của dân tộc, trong nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, chứ không phải đến cái thời điểm thời đại này chúng ta cũng biết đâu ạ. Thế nhá. Vậy thì một cái câu hỏi thứ hai mà cô đặt ra là thời cơ này có chỉ dành riêng cho Việt Nam không? Thời cơ này có dành cho các nước khác nữa không? Các nước đang là thời điểm Pháp ấy, đó là gì? Là Lào và là cả Campuchia. Cái thời cơ đó có dành cho các nước khác không? Theo Trà Giang có. Em cô là có. Thời cơ này dành cho tất cả các nước trên thế giới, cho tất cả các nước trong ít nhất là trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta, trong khu vực Đông Dương của chúng ta, có cả Lào, có cả Campuchia. Nhưng một cái vấn đề đặt ra là Lào không cướp được chính quyền, Campuchia cũng không cướp được chính quyền từ tay phát xít Nhật, mà đến tận năm 75 cướp được chính quyền cơ. Và điều đó chúng ta sẽ chứng minh cho một cái luận điểm mà người ta vẫn cho rằng là gì? Cách mạng Việt Nam thắng lợi được, giành chính quyền được từ tay phát xít Nhật, đó là một cái bạn ăn may thôi, chứ chả có cái gì là hay ho cả, chả có cái gì là giỏi giang cả. Nhưng mà thực ra thì không phải, mà chúng ta biết chọn những thời điểm là chúng ta chuẩn bị những cái tiền đề cần thiết cho cái việc cướp chính quyền đấy. Ví dụ từ năm 1941, Bác Hồ về nước, Bác đã triệu tập một hội nghị trung ương 8 tháng 5 năm 1941, và trong hội nghị này đã chuẩn bị cái gì? Cái chuẩn bị thứ nhất là chuẩn bị về lực, chuẩn bị về nhiệm vụ cách mạng. Em nhớ là đây là một đề thi đề tiểu luận các em nhé. Các bạn ghi cái sườn đề cương này vào. Không là lúc viết tiểu luận là không biết dựa vào đâu để biết đâu. Chúng ta chuẩn bị về nhiệm vụ cách mạng. Và trong cái nhiệm vụ cách mạng này chúng ta xác định là cách mạng Việt Nam phải dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc lên. Còn vấn đề giai cấp đặt dưới quyền lực dân tộc. Cái nội dung thứ hai đó là gì? Xác định về lực lượng cách mạng. Thì trong cái nghị quyết Trung ương 8 có thừa nhận rằng cái lực lượng cách mạng không chỉ có công nhân, không chỉ có nông dân, mà xác định là đánh Pháp đuổi Nhật là nhiệm vụ của toàn nhân dân Đông Dương, không phân biệt bất kỳ một giai cấp nào, kể cả những tầng lớp gì là địa chủ hay là tư sản. Trước đây được coi là đối tượng của cách mạng, thì bây giờ chúng ta cũng gì? Chúng ta cũng sẽ lôi kéo. Và một cái nữa là gì? Khi có lực lượng cách mạng này, xác định được đúng nhiệm vụ cách mạng này, thì chúng ta phải làm gì nữa? Chúng ta phải chuẩn bị một cái căn cứ cách mạng, cái nơi mà cách mạng ta gọi là trung tâm đầu não của người ta đóng quân. Liệu có đánh quân đóng quân ở cái thành phố lớn hay không, là chúng ta phải chọn những địa hình hiểm trở. Ví dụ như Cao Bằng này, Bắc Cạn này, Thái Nguyên này, Tuyên Quang này, Hà Giang này, đó là những nơi mà đóng quân của những căn cứ liệu cách mạng trong cách mạng tháng 8. Rồi một cái phần thứ tư nữa là gì? Sau khi đã lựa chọn được cái căn cứ cách mạng này, xác định nhiệm vụ này, thì phải tập dượt nhân dân đấu tranh. Cái ý thứ tư là chuẩn bị làm tập dượt nhân dân đấu tranh thông qua cao trào cách mạng như là Bắc Sơn, như là Võ Nhai, v.v. Chính vì cái sự chuẩn bị chu đáo đó nên cách mạng của Việt Nam ấy thành công được nhanh chóng, ít đổ máu, chính là nhờ chúng ta biết đón nhận đúng cái thời cơ, chọn đúng cái thời điểm. Và trong đó có những cái sự kiện nó mang chất rất là đặc sắc. Đặc sắc nó nói lên cái sự nhạy bén của một cái đảng cầm quyền, cũng như là nói lên cái sự nhạy bén của các cá nhân, vai trò của các cá nhân trong cái giai đoạn này. Thực sự là rất là đặc sắc. Ví dụ, vai trò của mình là vai trò thuộc về, đương nhiên là thuộc về Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh rồi. Nhưng mà cái vai trò thứ hai nữa, chúng ta cũng đánh giá rất cao cái vai trò của cá nhân nhé. Ngoài vai trò của đảng nói chung thì vai trò cá nhân nữa, chúng ta sẽ nói đến Bác Trường Chinh. Bác Trường Chinh là người rất là giỏi khi đưa ra những cái dự đoán rất là chính xác. Ngay trong cái đêm Nhật đảo chính Pháp đã hất cả Pháp ra khỏi Đông Dương, thì chúng ta đã họp và ra một cái chỉ thị, đó là Nhật Pháp bắn nhau ngoài đường chúng ta. Cái thời điểm, ra những nghị quyết lịch sử và có những quyết định lịch sử nó rất là đúng đắn. Và chúng ta biết rằng là Nhật kiểu gì cũng sẽ làm một cuộc đảo chính và hất tất cả Pháp ra khỏi Đông Dương. Và lúc đó chính là giai đoạn mà chúng ta sẽ trực tiếp để đứng lên và cướp chính quyền. Đó là một cái vai trò, một con nêm, một cái ví dụ thế để các bạn thấy rằng là cái cách mạng tháng 8 thành công được, ngoài cái vai trò đạo đảng của đảng nói chung, thì ở đây còn có những cái vai trò của cá nhân.
hay cô nói một cái sự kiện khác nữa là gì? Các em đều biết là 544, 545 Nhật bắt nhân dân người ta nhổ lúa trồng đay. Nhân dân người ta rơi vào tình trạng là chết đói. Vậy thì kể cả khi Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, trong một cái tình trạng dân đói như thế thì không ai cũng lên cướp chính quyền đâu kìa. Người ta còn khóc hờ không mà. Người còn sống ấy khóc, người đã chết là không hờ, không có đủ sức để mà khóc nữa. Vậy thì làm thế nào để cướp được chính quyền? Thì chính đảng ta đã phát động một cái phong trào là phá kho khắc Nhật ở chỗ đó. Dân phải nộp lo đã thì dân người ta đứng lên người ta cướp chính quyền. Thì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta có rất nhiều những việc làm mà thể hiện cái sự tài tình của cái đảng con trẻ. Khi mà chúng ta biết xác định rõ những cái điểm mạnh của kẻ thù, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy gót chân lan xin của kẻ thù. Và chính vì điều đó chúng ta đã có những công tác chuẩn bị để chúng ta đón nhận cái thời cơ đã đến. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, cách mạng đã giành thắng lợi trên quy mô cả nước. Và vào ngày 30 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại đã đọc lời thoái vị và trao tiếng cho chính phủ. Trong đó có một câu nói rất nổi tiếng, đó là tôi thà làm dân của nước tự do còn hơn gì làm vua của nước nô lệ. Em đều biết rồi. Và từ đó trở đi thì chúng ta chấm dứt hoàn toàn cái chế độ phong kiến và nhà nước của chúng ta ra đời. Một nhà nước khác với chế độ trước kia, đó là nhà nước của dân, do dân vì dân, ra đời năm 1945, chính là thành quả của cách mạng tháng 8. Tuy nhiên ấy, để giữ được chính quyền cách mạng non trẻ trong một cái bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài, kinh tế thì rất là khó khăn, thì lúc đó đảng ta đã có những cái giải pháp, những biện pháp để giữ được chính quyền. Và cái giải pháp này cô nói là cơ sở pháp lý. Nó chính là cơ sở pháp lý để ta giữ được chính quyền. Một là cái gì? Phải tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới về cái nền độc lập Việt Nam. Cái phần này là sự đặc sắc trong vai trò của lãnh quốc Hồ Chí Minh. Nếu như chúng ta giành chính quyền mà chúng ta không tuyên bố độc lập thì không ai biết chúng ta giành được chính quyền, và nước khác đến họ sẽ biến chúng ta trở thành thuộc địa ngay. Cái việc làm thứ hai là gì? Ai sẽ là người đón tiếp lực lượng của đồng minh? Thì ở đây cần phải có cái người lãnh đạo. Nó vai trò này chính là chúng ta phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng tuyển cử để bầu ra chính phủ chính thức. Và cái việc làm thứ ba liên quan đến cơ sở pháp lý để giữ chính quyền trong cái giai đoạn này chính là tổ chức một ủy ban để nghiên cứu hiến pháp. Như vậy khi mà chúng ta nói đến cái nghệ thuật gì ạ, chớp thời cơ trong cách mạng tháng 8 năm 1945, thì các bạn sẽ phải triển khai ít nhất ở ba cái ý như trên. Trong cách mạng tháng 8, thời cơ là gì? Tại sao đây là thời cơ thì em nhớ chú ý. Rồi chuẩn bị cái gì để cướp được trường, để chấp cái thời cơ đó. Rồi khi chấp một thời cơ rồi thì làm như nào để giữ được cái thành quả này? Nếu phải có những việc làm liên quan đến cơ sở pháp lý thì các em nhớ là có ba cái việc làm như vậy: tuyên ngôn, bầu cử và hiến pháp. Đó là toàn bộ nội dung của cái chương đầu tiên. Với cái vai trò, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò đấu tranh giành chính quyền, giành nhé, giai đoạn này rõ ràng là giành từ 30 đến 45, trong đó đặc sắc nhất chính là biết chọn đúng thời điểm khi kẻ thù đang hoang mang tột độ để người ta cướp chính quyền. Và kết quả lớn nhất của giai đoạn này chính là sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là nội dung chương thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nội dung chương thứ hai. Trong nội dung chương 2 này, cô sẽ lựa chọn hai chủ đề thôi, cũng hai chủ đề để các bạn thảo luận thôi. Còn những chủ đề khác chúng ta sẽ nói rất là nhanh, các em tự nghiên cứu thêm. Chương 2 có tiêu đề là Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến hoàn thành giải phóng dân tộc. Trong đó cô sẽ chọn một chủ đề liên quan đến kháng chiến nước Tư dân Pháp 1946-1954. 46-54 có rất nhiều cái nội dung đặc sắc để chúng ta lựa chọn. Nhưng cái điểm mà cô thấy nổi trội trong cái giai đoạn này chính là chúng ta
đã giải quyết được những cái khó khăn sau khi mà chúng ta giành chính quyền của Việt Nam Nhật giai đoạn 1946, với những cái chính sách từ kinh tế cho đến văn hóa xã hội cũng như là chính trị để chúng ta có thể tránh được đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc, rồi có thời gian hòa bình để chuẩn bị những khó khăn về mặt kinh tế, về mặt văn hóa xã hội. Và giai đoạn này cũng là giai đoạn mà chúng ta thực hiện một phương châm, đó là giữ bất biến, ứng vạn biến trong chính sách ngoại giao của Hồ Chí Minh. Nên cô lựa chọn cái nội dung đó là nội dung mà sẽ để các bạn chuẩn bị bài thông qua các gợi ý và trình bày cái bài đó có lấy điểm. Nói về kháng chiến chống Pháp, còn một cái nữa, đó chính là giai đoạn 53-54 với chiến dịch Điện Biên Phủ chiến không. Phần này liên quan đến diễn biến, liên quan đến các sự kiện lịch sử, nên các bạn sẽ không tìm hiểu thêm và cũng chỉ đánh giá chung cái kết quả của cái giai đoạn 9 năm kháng chiến chống Pháp để chúng ta bắt đầu trong cái giai đoạn mới của cái giai đoạn thứ hai là kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975. Thì phần đầu tiên của cái giai đoạn này cô cũng sẽ giới thiệu cho các bạn giống như là cô dẫn dắt ở lúc trước ấy, nhưng mà cô sẽ dành thời gian để lớp mình chúng ta thảo luận những cái chủ đề liên quan đến vấn đề Trường Sa, liên quan đến vấn đề Hoàng Sa của Việt Nam. Hai chủ đề đấy thôi. Và hai chủ đề này là hai chủ đề mà các bạn sẽ đóng vai trò là người chủ động, là người chuẩn bị bài, trình bày cái kết quả tự nghiên cứu đấy. Cô sẽ là người đặt câu hỏi, dẫn dắt nội dung cũng như là tổng kết nội dung thôi. Chứ cô không là người nói nhiều như vừa rồi đâu. Cái nội dung lúc nãy là nội dung của tiết trước, nên cô cố gắng đẩy nhanh để chúng ta có thời gian và chúng ta sang chương 2 và không chậm chương trình. Bắt đầu bằng nội dung thứ nhất này. Câu hỏi của cô cho cả lớp đó là tình hình cách mạng Việt Nam sau khi mà chúng ta giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, tức là sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Ở phần này các bạn sẽ trình bày cho cô theo một cái lắt ngang như sau. Nhập nội dung tài liệu cô sẽ share trên màn hình, các em sẽ chụp lại để các đọc. Nhưng chúng ta sẽ chuẩn bị bài theo hướng như sau. Thứ nhất, nói một chút về vấn đề thuận lợi. 2-3 cái câu dọc. Sau đó, câu dọc thứ hai dành thời gian nhiều vào đây để nói cho cô. Đó là khó khăn. Khó khăn thì các bạn bắt đầu phân ra cho cô. Khó khăn về kinh tế. Kinh tế thì có kinh tế của nhân dân. Có ngân sách quốc gia. Nó có cái gì không? Cái từ khóa nào là cái từ khóa rất đặc biệt để các bạn nói về kinh tế, đời sống nhân dân trong năm 1946, hay là về ngân sách quốc gia thì em chỉ chọn 1 từ, 2 từ, 3 từ, không cần chung chọn nhiều đâu. Dành nhiều thời gian để đọc tài liệu chứ không phải dành nhiều thời gian để chép ra để đọc đâu. Sau đó chúng ta đi theo đường linh ngang là giải pháp, tức là đảng ta nêu ra giải pháp gì để giải quyết cái khó khăn đó. Đó là cái ý thứ nhất. Thứ hai, văn hóa xã hội. Về văn hóa xã hội có cái gì đặc biệt không? Các em bắt đầu nêu thực trạng, nêu giải pháp. À, phần trên nhớ cô là đánh giá kết quả nhé. Thêm đến kết quả. Kết quả của việc thực hiện giải pháp đó luôn luôn đi theo một đường linh ngang như thế, chứ chúng ta không có trình bày hết khó khăn rồi chúng ta lại nói giải pháp. Hết giải pháp rồi chúng ta lặp lại nói về kết quả. Chúng ta không làm như thế. Cái khó khăn thứ ba, những cái mảng thứ ba nữa mà các bạn sẽ đưa vào sườn đề cương cho cái bài trình bày của mình, đó là về chính trị. Về chính trị, cô sẽ giúp các bạn phần thực trạng. Còn việc của các bạn là nghiên cứu để trả lời câu hỏi là vì sao với chính sách hòa để tiến chúng ta có thể tránh đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Thế bây giờ về chính trị nhá, gạch cho các bạn mấy cái dòng như sau này. Thứ nhất là gì? Chính quyền non trẻ này. Thứ hai là gì? Thù trong giặc ngoài.
Thứ ba là không có đất nước nào công nhận Việt Nam cả. Không nước nào công nhận Việt Nam là nước độc lập. Không một nước nào hết. Thế thì trong cái ý này, các em chú ý vào cái điểm này thôi. Thực trạng thì nêu chỉ nêu như này thôi. Nhưng khi mà chúng ta bắt đầu nói đến giải pháp để giải quyết cái việc khó khăn về mặt chính trị này này, chính là chúng ta thực hiện cái giải pháp đó chính là hòa để tiến. Hòa để tiến. Và với chính sách hòa để tiến này, chúng ta đạt được rất nhiều mục đích. Trong đó mục đích là gì? Có thời gian này. Viết tắt nhé, có thời gian để giải quyết khó khăn về kinh tế chính trị trên này. Để giải quyết những khó khăn trong nước. Phần nào là phần công nhân hộ thì các bạn đưa vào bài của mình thôi. Còn phần nào là cần các bạn cần dừng lại thì các bạn tiếp tục dừng lại đi cô. Thứ hai là gì? Có thời gian để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến mới. Cái thứ ba là để tránh đối đầu với nhiều kẻ thù cùng lúc. Bạn nào lý giải được ý cuối cùng này? Nghĩa là ngoài phần thuyết trình bên trên nhé, mà lý giải được câu hỏi đây này, tôi tạm thời cạnh từ dòng nó không logic lắm nhưng mà tôi cho tiện này. Câu này, tránh đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Và tại sao chính sách hòa để tiến này có thể làm được điều đó? Ai lý giải được sẽ có 10 điểm cho bài kiểm tra của các bạn. Bài này tôi sẽ mời rất nhiều bạn trình bày. Có thể cô mời bạn Đức nhé, cô mời bạn Hoa chẳng hạn. Chỉ cần trình bày cho cô khó khăn về kinh tế thôi. Sau đó cô sẽ mời bạn Mai nói về văn hóa xã hội. Sau đó cô sẽ mời bạn Trà Giang nói về chính trị chẳng hạn. Đúng không? Sau đó thì cô sẽ dành thời gian để cho cả lớp chúng ta thảo luận cái câu hỏi cuối cùng. Tại sao chính sách hòa để tiến này, người ta gọi là nghệ thuật ngoại giao 45-46, có thể giúp chúng ta tránh đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Gợi ý để các bạn suy tư ngay từ đầu này, không mất thời gian này. Nước ta là nước như thế nào về mặt chính trị? Đây, tôi chết rồi. Chưa kịp chủ. Đây nhá. Giả sử như đây là bản đồ của Việt Nam này. Đây cô đang dùng từ thùng trông ra ngoài nhá. Thì ở phía Bắc có quân Tưởng. Ở phía Nam là có quân Anh. Quân Anh thì vào để giáp quân đội Nhật Bản đấy. Đứng đằng sau quân Anh là quân Pháp nhập nhò muốn vào. Còn đứng đằng sau quân Tưởng trợ giúp về kinh tế là quân Mỹ. Bởi vì sau khi mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là Mỹ thực hiện một cái chiến lược là toàn cầu phản cách mạng, tức là gây cái sự ảnh hưởng của nước Mỹ, cái bàn tay của nước Mỹ sẽ nhúng vào từng nơi trên thế giới này, nên Mỹ đã đứng đằng sau quân Tưởng để trợ giúp cho Tưởng kinh tế, trợ giúp cho Tưởng quân sự để làm gì, để thôn tính miền Bắc Việt Nam, biến miền Bắc Việt Nam trở thành thổ địa. Còn đang đứng đằng sau quân Anh muốn quay trở lại xâm lược Việt Nam là quân Pháp. Ngoài ra đất nước ta còn 6 vạn quân Nhật nữa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt vấn đề, tại sao các chính sách hòa để tiến? Hòa để tiến chúng ta không hòa với Pháp hai lần. Một là Hiệp định Sơ Bộ ngày 16 tháng 3 năm 46. Và thứ hai là Tạm ước ngày 14 tháng 9. 14 này. 14 tháng 9 năm 46. Có thể giúp chúng ta tránh đối đầu với nhiều kẻ thù. Tránh đối đầu với con kẻ thù có nghĩa là không phải đối đầu với cả Tưởng, không phải đối đầu với Mỹ, không phải đối đầu với Anh, không phải đối đầu với Nhật, mà xác định kẻ thù chính của Việt Nam chỉ là Pháp thôi, còn những thằng khác sẽ về nước. Và tại sao chúng ta có thể làm điều đó? Thì cái sự khéo léo trong cái chính sách của Đảng cũng như là vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền mà đứng đầu lúc bây giờ giai đoạn này là vai trò hạt nhân của Hồ Chí Minh. Thì các bạn bắt đầu suy nghĩ cho cô. Cả lớp chụp được slide này chưa? Để cô chuyển chuyển slide để chuyển lấy tài liệu cho các em nào. Chụp đi. Rồi. Đây là tài liệu của các bạn.
Phần tài liệu này giúp các bạn trả lời được vấn đề về kinh tế, về thuận lợi ở trên này, về kinh tế ở văn dưới này, về văn hóa xã hội này. Đồng thời slide này cũng giúp các bạn chỉ ra được cái khó khăn về mặt chính trị. Em chụp lại nếu như không có giáo trình, hoặc mở trong sách ra tìm lâu lắm, chụp lại đi. Em lại không có giáo trình bản cứng nữa. Đó là slide thứ nhất. Slide thứ hai giúp các bạn lồng ghép lại để đưa ra giải pháp. Xong chưa ạ? Bây giờ đến slide thứ ba. Slide này giúp các bạn trả lời được câu hỏi 10 điểm đấy. Nhưng chỉ cần đọc cho cô đoạn này thôi, không cần đọc hết đâu. Này, chú ý này, chú ý là hiệp định trùng khánh này. Chú ý là sau cái trùng khánh thì ta ký cái sơ bộ này. Đấy, sơ bộ 63 này. Thế thì với cái chính sách hòa để tiến này, chúng ta xác định rõ và lộ rõ là kẻ thù chúng ta là Pháp, không phải là Nhật, chẳng phải là Mỹ, cũng không phải là Anh. Đó, mời cả lớp và chúng ta sử dụng các nguồn tài liệu trên để chuẩn bị bài. Các em chuẩn bị bài đi, sau đó thì cô sẽ mời các bạn trình bày nhé, thuyết trình nhé. Lấy điểm chuyên cần trên lớp. Ai chưa rõ cần hỏi lại cô, phải hỏi lại cô luôn á. Cô cho em xin lại slide thứ hai vậy ạ? Slide thứ hai ạ. Đây. Cô gửi lại cái phần câu hỏi ở trong nhóm ấy. Em xem. Cô cho em xem lại slide nữa. Em tóm tắt thôi nhá, tóm tắt rất là nhanh và có thể viết chỉ cần khoảng vài dòng thôi. Đọc cái thôi, viết vài dòng để điền những thông tin vào trong kia. Trong cái bảng hãy vừa đi nữa.